Chào các bạn, hôm nay thì mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng ngôn ngữ là Python để thu thập những cái data từ một website bất kỳ và sao cho nó thu thập một cách tự động. Thì đây một kịch bản đưa ra, đó là mình muốn tạo ra một cái file Excel như thế này. Trong cái file Excel này thì nó lại gồm rất nhiều những cái tên cơn bão khác nhau, và mỗi một cơn bão thì sẽ có một cái số thứ tự, số 28 này, 29 lại một tên khác đó. Và ở đây thì mình có rất nhiều những cái thông tin về cơn bão như thế này. Ở đây thì có một cơn bão, 2 cơn bão, 3, 4, 5, 6 và đến tận 23 cơn. Vậy làm sao để và trong mỗi một cơn thì lại nó lại có một cái thông tin là mình muốn ghép một cái bảng như thế này. Đó chính là cái thông tin này. Và mình lại muốn là đặt cái số thứ tự và tên cơn bão ở đây và nó nối tiếp ở đây như thế này. Thì vậy làm sao mà chúng ta có thể tạo ra một cái file Excel như thế và hoàn toàn sự tự động, thuận lợi cho việc là lặp đi lặp lại và tiết kiệm rất nhiều những cái thời gian của chúng ta. Thì để mà làm được như thế thì đầu tiên là tôi sẽ phải vào trong phần detail check information ở đây, và cái mục đích chính là tôi sẽ phải thu thập hai cái thông tin, một là cái tiêu đề của cơn bão và hai là cái thông tin về cái bảng này, và tôi phải ghép được toàn bộ thông tin này. Thì tôi bắt đầu thôi, tôi sẽ tạo ra một cái file trống ở đây là tên là crawlata.python. Đầu tiên là tôi sẽ phải ghép được những thông tin từ cái page đấy về. Tôi sẽ copy cái URL vào đây và tôi sẽ đặt nó là một cái biến URL bằng như thế này. Tiếp theo là tôi sẽ khai báo, và tốt nhất là tôi đặt để một chương trình chúng ta tốt hơn, chúng ta sẽ khai báo một cái function crawl data typhoon, và tôi sẽ cho cả cái URL này vào đây đi. Thì sau thì thông tin này sẽ thay đổi nên là tôi phải cho vào đây. Tiếp tục là tôi sẽ sử dụng những cái thư viện để import vào trong này. Đầu tiên là để mà lấy được thông tin của cái page này, tôi sẽ sử dụng một cái thư viện tên là MS4. Tôi sẽ sử dụng một cái thư viện tên là request để lấy được cái thông tin page, một cái page riêng lẻ về. Tiếp theo là tôi sẽ thử nhé, tôi sẽ tạo ra một cái function nữa trên get page content, chúng ta viết theo dạng khác đi, get page content như thế này, và sau đó thì tôi sẽ định nghĩa ra một cái là page. Tôi sẽ sử dụng beautiful shop nhé. Page bằng request get get cái gì? Get là get cái URL, nó sẽ get cái thông tin từ cái URL của chúng ta, và chúng ta sẽ phải để một cái header cho nó đi. Header, chúng tôi sẽ tự để một cái header bằng tôi sẽ để một cái object nhé, là accept language. Thực ra thì nhiều cái cũng không cần đâu, nhưng mà cứ viết thôi để phòng một số trường hợp mà nó có thể xảy ra cái lỗi chẳng hạn. And OS đi, bởi vì là nói chung là cái này thì ta nhiều cái page thì nó sẽ có cái ngôn ngữ, nó có nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Ở đây thì do là tôi sử dụng tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Anh trong cái page này, cho nên là tôi muốn là tất cả là nó chỉ accept cái tiếng Anh thôi, nếu mà không phải tiếng Anh thì nó sẽ bỏ qua. Và lúc đấy thì ta có một cái biến URL thì ta phải khai báo vào đây, và nó function này sẽ return lại một cái return return cái gì nhỉ, return lại là bs4 chấm beautiful soup. Chúng ta sẽ có là cái page này. Page này thì chúng ta sẽ get ở dạng text đi. Vậy HTML parser, chúng ta sẽ convert, nó sẽ convert từ cái, nó get được cái thông tin từ cái page này, sau đó thì nó sẽ convert về, nó return lại thành một cái biến như thế này. Thế là nó sẽ get toàn bộ cái thông tin là HTML từ cái page này về. Là chúng ta sẽ có. Và tôi sẽ thử nhé. Đây thì tôi trong cái function này tôi sẽ call cái này, và
Tôi sẽ thử chạy là print. Tôi sẽ cho print luôn. Tôi sẽ đặt một cái biến đi, nhất là đặt một cái biến cho nó đẹp chứ gọi gì. Và mình sẽ đặt là một cái sub. Sub thường là người ta đặt cho cái beautiful sub, print sub xem nào. Đó, và tôi chạy cái function này xem nó có cái ra là cái gì không. Để thử xem có lỗi gì không nhá. Chạy là python operator.php. Đó, chúng ta có thể thấy là tôi đã ghép toàn bộ cái thông tin HTML của cái page về rồi. Vậy thì tiếp tục là làm sao để lấy được cái bảng này và lấy được cái vong phông này. Thì ở đây chúng ta sẽ phải biết một chút về HTML. Ta sẽ thấy là trong cái phần này ta sẽ search nhé, search xem là vong phông. Thì chúng ta vong phông thì nó là cái tên bão và nó nằm trong cái class là type name. Vậy thì nó lại nằm trong một cái div. Vậy thì làm sao để lấy được cái tên này? Rất là dễ thôi. Tôi sẽ get luôn cái type full name. Type full tôi đặt một cái biến là type full name bằng sẽ get luôn cái sub này này. Đó. Thì cái phần type full name thì chúng ta sẽ khó là tốt nhất là tôi sẽ, bởi vì là tôi ở đây thì bạn có thể thấy là nó lại nằm trong một cái dấu này. Cho nên là tốt nhất là tôi sẽ tạo ra một cái function tiếp theo. Def get type full name. Chúng ta sẽ có một cái function như thế này. Cái đầu vào của nó là cái gì? Đầu vào của nó là cái sub thôi. Cái sub. Và chúng ta sẽ định nghĩa một cái biến. Cái biến là đợi một chút nha. Đợi một chút để tôi get thì OK, ở đây thì tôi sẽ đặt một cái biến là type full name đi. Và tôi sẽ get cái thông tin của nó sub file. File cái gì? File cái type name này này. Đó. Ta có một, bởi vì nó nằm trong một cái type div. Và nó lại có một cái class class thì sẽ bằng là bằng cái type name này. Đó. Và tôi phải convert nó ra dạng text. Đó. Và tôi sẽ nó sẽ ra được một cái type full name thôi. Tuy nhiên thì chúng ta để ý là tôi không thích lấy cái này. Tôi chỉ thích lấy mỗi cái vong phông thôi. Vậy thì làm sao để lấy được nó? Thì tôi sẽ đặt một cái thử một cái biến đi. Start sẽ bằng là type full name. File. File cái gì thì nó sẽ file một cái là cái ngoặc thôi, chính là cái ngoặc này này. Tôi thì tìm đầu tiên tôi sẽ tìm ngoặc này. Và sau khi mà tìm được cái ngoặc này rồi ấy, thì tôi sẽ là sẽ cộng thêm len của nó đi. Tức là tôi sẽ xem một cái độ dài của cái ngoặc này là bao nhiêu. Đó thì tức là tôi lấy sẽ start thì tôi sẽ lấy được là từ đây và tôi lấy được cái này, tức là tôi sẽ bỏ cả cái phần này đi và tôi lấy mỗi cái phần đến ngoặc này thôi. Và tôi sẽ tạo ra một cái biến end đó là cũng là như thế này đi. Tôi sẽ type full name khi thế này. Và khi end thì cũng không cần thiết phải cộng cái gì đâu, bởi vì nó end thì nó kết thúc rồi mà. Tôi chỉ lấy mỗi đến cái phần end này thôi này. Đó thì nó chỉ biết đến phần end này, còn sau này dưới này các ký tự gì thì không cần quan tâm. Thì cuối cùng là tôi sẽ type full name và tôi sẽ lấy một cái nào gọi là the code, đặt một cái biến tên là format chẳng hạn. Và tôi sẽ bằng là type full name và chúng ta sẽ get cái đấy từ start to end, tức là cái gì, tôi sẽ lấy cái ký tự nằm giữa hai cái dấu này, nhìn chung là như thế. Và sau khi mà lấy được rồi thì ta return nó thôi, type full name f chứ không phải là cái trên đâu. Và ta thử nhé, ta có một cái là get type full sub type full name bằng cái này và ta thử print nó ra xem là ta có lấy được cái thông tin là vong phông không nhá. Ta bỏ cái này đi nhá. Tiếp tục là tôi sẽ thử chạy xem nào. Đó, nó lấy được cái thông tin là vong phông rồi này. Một cái tiếp tục của nó là ta phải lấy cái table.
cái table ở đây là cái chính là cái table này này, cái table khá là to đấy. Làm sao để get được tất cả những thông tin của table này? Thì tiếp tục là tôi sẽ quay về cái function chính là crawl data typeful. Và sau khi mà chúng ta lấy được cái typeful rồi thì bây giờ là chúng ta phải lấy được cái toàn bộ cái info trong cái table này. Thì tôi sẽ đặt một cái biến là output row đây. Nó sẽ đặt vào một cái mảng. Và tôi sẽ thử get nhé. Đầu tiên là tôi sẽ có những thông tin rồi thì bây giờ tôi sẽ tìm, tôi sẽ đặt một cái biến tên là table và tôi cũng tìm thôi, nó là sub này. Và chúng ta sẽ phải fill cái table này ra, fill cái gì, fill những cái thông tin gì trong cái table đấy thì ta phải tìm table trước ạ. Tôi nhìn thấy, nhận thấy là cái này thì nó có cái chữ y này, tìm luôn cái chữ y này cho đẹp mà. Đây rất nhiều chữ y nhá, tìm đúng những cái phần y của nó có nhiều thế nhỉ, chắc không biết chỗ nào đây. Kiếp lên 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 lên, tiếp tục là qua lên đây xem nào. Đây rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy là nó là check info này, nó là table check info này. Ở đó có một cái class này, chúng ta sẽ quay về trong phần này, nó là fill là table. Và chúng ta sẽ phải đi, chúng ta đặt một cái biến là class sẽ bằng là check info. Và cái table này fill xong thì chúng ta cũng có nên để ra loại text nhỉ. Cứ để HTML không cần tách đâu. Tiếp tục là tôi sẽ có table rồi. Nói chung là tôi sẽ get được toàn bộ cái table này và nó sẽ ra được cái HTML của cái table này. Tiếp tục là ta phải phân tích cái table này trước. Chúng ta sẽ nhìn trong cái phần table này, chúng ta sẽ có đầu tiên là một cái table. Giữa table là một cái thẻ là tier. Tiếp theo là th. Trong cái tier này sẽ có rất nhiều cái th này. Đó, và lại kết thúc bằng th tier này. Tiếp tục là nó lại đến một cái tier khác này. Xong là nó lại, nó không phải thi hết nữa mà là thi đi. Thì bởi vì mình học các email khá nhiều rồi cho nên mình hiểu thôi. Đầu tiên là cái này là chính là cái tiêu đề. Còn ở dưới là data, và data nó lặp đi lặp lại một cái này là. Đó, thi r và thi đi. Vậy thì ở đây thì mình sẽ phải get được cái thông tin này như thế nào. Thì mình sẽ sử dụng một cái vòng for. Mình sẽ for là table đi. Mình sẽ for là table row đi. Mà nó in là table of in only tier. Nó fill on tier đi. Và nó sẽ mình thiếu dấu hai chấm này, quên cái thon nó nhạt nhẽo lắm. Nó sẽ đặt một cái column ở đây. Mình tôi sẽ đặt số nhiều nhé. Column bằng là table. Cũng là final này, final. Quên, nó là phải table row chứ. Table row. Và chúng ta sẽ final cái gì? Chúng ta không cần cái tiêu đề làm gì cả, chúng ta chỉ lấy từ cái data để xuống thôi. Chúng ta sẽ final tier. Quên td chứ. Tier là cái ban đầu cái tiêu đề thôi. Ok. Và chúng ta sẽ phải final là td. Quên mất, tôi phải viết cái này trong một cái dấu này, nó có đâu phải là biến đâu. Và tiếp tục là cái gì? Sau khi mà chúng ta có rồi thì chúng ta nảy sinh một cái vấn đề là trong một cái TD này, là nó trong một cái hàng ấy thì lại có rất nhiều cái TD khác nhau. Thì bây giờ chúng ta phải get cái thông tin thôi. Thông tin tất cả những cái thông tin trong hàng đấy thì chúng ta sẽ đặt một cái biến là output row nhưng mà không phải số nhiều nhé. Và tiếp theo là chúng ta sẽ khai báo nó bằng cái mảng đi. Một cái mảng. Và chúng ta sẽ là output row và chúng ta append cái data. Chúng ta sẽ append cái data vào append. Append cái gì? Đầu tiên là chúng ta muốn là cái gì? Chúng ta muốn số thứ tự. Xong cái số thứ tự này tôi sẽ đặt một cái số thứ tự ảo thôi nhé. Đây là 5. Ok. Ở đây thôi, đặt luôn số thứ tự ở đây. Giả sử chúng ta đặt số thứ tự là 1 chẳng hạn. Append 1. Và tiếp tục là chúng ta sẽ thêm một cái nữa là append cái gì, append chính là cái typeful name này, bởi vì là
bạn để ý này, bạn ý thì table đây này, chúng ta sẽ có là số thứ tự rồi đây rồi. Tiếp theo đó là cái gì, tôi phải append một cái nữa là cái data ở đây thôi, cái data này, này đó. Thì ở đây thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái vòng for nữa, và for cái gì, for cái chúng ta sẽ thêm là column, nhưng mà column số ít thôi nhá, in column số nhiều là chấm, nó là cái gì, à, nó chính là cái này này đó. Tiếp tục là chúng ta sẽ phải chúng ta tiếp tục là chúng ta phải append thôi, output around, và chúng ta sẽ append cái gì thì nó sẽ là append cái chính là cái column này, nhưng mà chúng ta nên convert ra dạng text để sử dụng cho nó đẹp mắt hơn đó. Và chúng ta sẽ chúng ta sẽ test thử nhé. Và sau khi mà lọc xong thì chúng ta phải append một cái lần nữa thôi. Tại sao lại phải append lần nữa, thì cơ bản là chúng ta muốn tạo ra nó nối tiếp nhau mà, chúng ta sẽ append cái output row này, chúng ta append cái này đó. Sau mỗi lần lọc thì chúng ta phải append thêm cái này vào, ok, hình như là tôi append nhầm đấy, khai báo nó lại còn mỗi một cái này thôi. Append cái này và chúng ta sẽ thử là print cái output row ra, chạy nhá, moment đó, nó ra một cái mạng lòng ngoằng chả hiểu cái gì cả, nhưng mà đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có một cái mạng như thế này, một cái mạng ok, mạng này thì chính xác đây này, nhưng mà cái mạng này không đẹp lắm, chúng ta không, tôi không thích cái giao diện đầu tiên này. Vậy thì cách xử lý sẽ như thế nào? Một là chúng ta, tôi thử lấy cái tôi sẽ ghép từ một trở lên xem, ok, và chúng ta sẽ ghép thử xem ở đó. Ở đây thì chúng ta sẽ chết sai bố rồi, sai 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 rồi nhá. Chúng ta sẽ không làm như thế này, bởi vì tôi sẽ ghép, chúng ta sẽ thử nhá. Chúng ta sẽ if output row, chúng ta sẽ land đi, chúng ta sẽ tìm cái độ dài đi, if land của output row mà lớn hơn 2 chẳng hạn này, và lớn 2 đi, lớn 2 chứ, thì chúng ta mới append, và cuối cùng là chúng ta thử print nó ra đó, như này mới ok này. Và mấy cái tự lằng ngoằng này thì tốt nhất là chúng ta nên bỏ qua, xóa nó đi. Để xóa đi thì cũng khá đơn giản thôi. Ở đây thì chúng ta sử dụng là reflect, reflect cái gì, reflect thằng cu này bằng cái gì, bằng cái thằng cu này, chạy lại xem rồi, ok, cuối cùng là chúng ta đã xong. Chúng ta đã get được cái data đây, toàn bộ cái data này rồi. Tiếp tục là chúng ta có một cái điểm khác, đó là chúng ta có rất nhiều những cái cơn bão ở đây. Chúng ta sẽ quay về season ở đây, có một đống từ 01 đến 23, chúng ta sẽ để ý là cái gì thay đổi, nó chỉ thay đổi một cái tầng số này thôi, 1 đến 23 với 23 này thì đơn giản thôi, cái này không khó lắm. Chúng ta sẽ viết ra một cái vòng for, tôi sẽ viết một cái vòng for đây đúng không, vòng for chắc là đặt đây cho đẹp trai. Khi mà viết vòng for này thì chúng ta sẽ phải cho cái thằng cu này lên trên đầu này, không là nó sẽ bị mất data. Cái dạng for cái gì chả biết là for cái gì luôn ý. Nhưng mà có thể phải for cái cơn bão. Chúng ta sẽ đặt một cái biến là for typhoon number in in cái gì, in từ một, từ một đi, từ một đến 24, in range chứ, chúng ta có một cái range như thế này. Tiếp tục là sau khi mà chúng ta in range chẳng hạn thì chúng ta phải chúng ta sẽ print nó ra xem, print nó ra typhoon number number, nhưng mà như thế này thì nó sẽ ra được số 1, số 2, số 3, số 4 gì đó. Ở đây thì nó lại không phải thế, nó là 0, 1, 0, 2, giờ trên này là số, nói chung là có hai số, chúng ta phải format nó một chút. Vậy thì để format thì thôi đặt thêm một cái biến nữa đi, tên nó là typhoon number format đi, và sẽ bằng cái gì typhoon number
nó sẽ lại làm sao để format thì chúng ta sẽ phải dép fin fin 2 đi. Nhưng mà trước hết thì tôi phải convert nó ra dạng string hả? Thì để cái dạng integer thì chắc là không chạy được đâu. Phải phụ nằm vào format như thế này đi. Rồi ok. Như thế thì chúng ta phải thay đổi ở đây là nó phải lặp liên tục đúng không? Chúng ta sẽ viết thêm một cái dấu như thế này để cộng biến vào. Xong khi mà cường cái như này rồi get là phim nêm các kiểu rồi. Còn cái gì nữa nhỉ? Đây chúng ta có append ở đây là số thứ tự này. Thứ tự thì chúng ta phải append cái gì? Append là cái format thôi. Và bây giờ thì nghĩ là sẽ nó hoạt động gì? Có lẽ là nó moment thế nào? Mình nghĩ xem nào bạn rồi. Chúng ta output row ở đây này. Thêm một vòng false đây này. Mỗi lần mà chúng ta for gọi đây for cái chất sợ cái plan ở đây là chúng ta phút. Ok, tôi sẽ test thử nhé, chạy xem nó đã được cái gì chưa. Đó, nó chạy rồi, tốt. 0500 mi, ok, nó chạy rồi đấy. Bây giờ nó chạy khá là tốt và tôi bây giờ thì tôi sẽ tôi sẽ bỏ cái rồi nó hoạt động khá là ok rồi, tôi sẽ bỏ cái print này ra không cần thiết nữa. Sau khi mà chúng ta đã có được cái thông tin này rồi và chúng ta đã format ra cái mạng này rồi thì việc cuối cùng là chúng ta sẽ phải export nó ra định dạng là CSV. Thì để nó export thì tôi sẽ khai báo là export một cái function thôi, export CSV và chúng ta sẽ có một cái chúng ta sẽ with open một cái tên file đi, output .csv ở đây thì chúng ta sẽ có dạng write as csv file. Tiếp tục là chúng ta sẽ định nghĩa một cái biến là out bằng cái gì nhỉ? Out sẽ bằng là CSV. Ở đây thì để mà out được CSV thì tôi phải import một cái thư viện là CSV thôi. Chúng ta phải import ra CSV và chúng ta sẽ writer CSV file và chúng ta sẽ writer chúng ta sẽ write nó ra write row lệnh khó nhớ quá chẳng nhớ ao xem nào có viết được không. Vậy thì cái ao này là cái gì? Thì ao này chính là cái data này chính là cái output này. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ định nghĩa một cái là out bằng thằng cu này à, tôi get out sẽ vào cái function này và cuối cùng là cái gì như là một là chúng ta phải return này. Đây ra return lại một cái là output row s và chúng ta call vào đây và chúng cái phần out này thì nó vào trong thằng cu này out đây à, thì tôi sẽ đặt luôn cái biến này đi không ai ao nhầm bao nhiêu thì mệt lắm à. Tôi sẽ đặt luôn cái này là writer đây. Không phải là ao, đây chính là ao nhưng mà thôi đặt writer cho đây, thông thường người ta hay đặt như thế. Thì sau khi mà viết như này thì tôi sẽ thử export ra CSV xem. Tôi sẽ chạy cái thằng cu này và nó sẽ export ra CSV. Thử xem chạy nhé. Lặp. Đấy, nó sẽ chạy, nó sẽ lặp cơn bão này. Tôi xóa cái print lên rồi cho nó nhìn nó này, nó cho nó đẹp. Chết rồi. Output row is not defined. Bị sao nhỉ? À, quên. Nó phải làm cái này chứ. Bị sao vậy?
Rồi, và cuối cùng là cái gì? Tôi sẽ thử ra một cái file như thế này và thường tôi sẽ thử apply all nó xem nào. Và cuối cùng là tôi sẽ quay về trong cái phần này. Đợi một chút nhé. Đó, nó đã ra được cái thông tin rồi. Ok, kết quả cuối cùng thì nhìn tương đối là ok đấy. Đó. Thì ok, không vấn đề gì. Thì như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn là làm sao để viết một cái code Python để lấy được dữ liệu từ những trang web và xuất ra dạng là Excel và CSV. Cảm ơn các bạn rất nhiều.